Ai nhận được sách cũng suýt xoa, sách gì mà vừa to, vừa đẹp, vừa rẻ. Chữ thì to đùng, cầm quyển sách mà sướng cả tay. My Preschool Learning Book gần 400 trang này cho các bạn mầm non luyện tập. Con sẽ học từ cuốn sách này. Bảng chữ cái alphabet, các từ vựng bắt đầu với các chữ cái, các dạng toán và các thuật ngữ toán cơ bản, màu sắc, bài tập tư duy, logic, vân vân. Sách được biên tập rất nhiều các hoạt động vui nhộn giúp các bạn nhỏ học về số đếm, chữ cái, hình dạng, màu sắc, vân vân thông qua các trò chơi tô, vẽ, nối hình, mê cung, các kiểu tạo cảm giác hứng thú cho trẻ. Khuyến khích bố mẹ mỗi ngày cố gắng tạo điều kiện ngồi cùng con 30 phút, đều đều, dần dần cho con làm quen với các khái niệm cơ bản của mầm non nhé. Ba mẹ đặt hàng kích vào đường link ở bên dưới hoặc cần tư vấn thêm liên hệ đến hotline hoặc inbox cho thanh lý sách tiếng Anh nhé.